Chào anh em yêu audio trên mọi miền Tổ quốc nhé. Nay bên Trần Hưng xin giới thiệu một đôi loa hàng độc. Đây loa này do mình đóng nhé. Anh em mà có nhu cầu đóng loa hoặc là theo yêu cầu. Đây toàn bộ là loa bên mình đóng dựng lên từ loa súp. Rất nhiều loại loa. Và đôi loa này mình đóng lên gồm một bát 25 và hai chép thùng. Hôm nay mình sẽ ghép thử với một con âm ly kim quang hàng bãi nhé, bãi Hàn Quốc. Nếu anh em mua nào mua cả bộ này giá có 5 triệu một đôi loa và một âm ly để phòng khách rất đẹp luôn. Đôi loa này cho tiếng bát rất sâu, tiếng chép rất sáng luôn. Kiểu dáng này đánh nó dùng cho bát nghe nhạc thì hay, nhưng mà mình ghép loa karaoke để cho anh em có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke và đánh nhạc sàn luôn. Bây giờ mình sẽ hát một ca khúc để anh em cảm nhận tiếng nhạc và tiếng mic nhé. Bát rất sâu. Âm ly, hàng bãi, loa,
Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em xem thì đăng ký kênh hộ mình hoặc chia sẻ cho anh em nhé.